New Trend chụp ảnh cùng với khỉ. Cô gái tái xanh mặt khi con khỉ có hành động lạ. Một chú khỉ ở Safari World Bangkok, Thái Lan đang trở nên nổi tiếng khi liên tục tạo dáng giúp các cô nàng thích cảm giác mạnh, có được những bức ảnh để đời khi chụp hình cùng với mình. Mới đây, một cô gái cũng muốn thử cảm giác lạ đã đăng ký chụp ảnh cùng chú khỉ đó. Trước khi chụp thì cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi tình huống có thể xảy ra, như chú khỉ có thể ôm, thơm má hay trèo lên người. Tuy nhiên, sự việc lại xảy ra ngoài ý muốn. Sau khi thực hiện xong hết các màn dạo đầu, chú khỉ tiến ra phía sau rồi bất ngờ dùng hai tay massage vào chỗ nhạy cảm khiến cô gái giật nảy mình. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng do tình huống bất ngờ xảy ra khiến cô gái chỉ biết khóc thét. Nhiều cư dân mạng hài hước, khôn như ông quê tôi có đầy. Chú khỉ thông minh, đáng yêu quá. Chú khỉ kiểu, chỉ là tạo dáng chụp hình tí thôi mà, làm gì mà căng vậy cô nương. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.